Chào các bạn, chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh của mình. Chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và thành công các bạn nhé. Hiện tại mình đang đứng tại nút giao với hai quốc lộ, đó là quốc lộ 91 và quốc lộ 1A. Nơi đây thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Các bạn đang xem là quốc lộ 91. Hướng xe đang lưu thông là từ nội thành thành phố Cần Thơ. Xe đang lưu thông nhanh qua nút giao với hai quốc lộ để đi về hướng cảng Cái Cui và xa hơn nữa là tỉnh Sóc Trăng. Trước mặt các bạn là đường Quang Trung. Đây là tuyến đường ngắn nhất để các bạn đi vào quận Ninh Kiều, là trung tâm thành phố Cần Thơ. Các bạn thấy nút giao thông ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc. Chúng ta đang xem là cầu vượt quốc lộ 91, là nơi giao nhau với hai quốc lộ, đó là quốc lộ 91 và quốc lộ 1A. Còn chiếc cầu vượt kia là cầu vượt quốc lộ 91 đi về các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Bây giờ mình đang đứng ở phía dưới của cầu vượt. Các bạn thấy lượng xe lưu thông trên quốc lộ 91 rất là đông đúc. Đoạn này mặt đường quốc lộ 91 khá là rộng. Tuy nhiên vì lượng xe lưu thông lớn nên trông rất là chật chội. Quốc lộ 91 hiện nay cũng đang được sửa chữa nên các bạn thấy lượng xe cộ lưu thông qua đoạn này không được nhanh lắm. Các bạn thấy có một số xe ô tô đang rẽ trái là qua quốc lộ 1 để đi qua cầu Cần Thơ và về Vĩnh Long. Có rất là đông xe ô tô đang rẽ trái để về Vĩnh Long và lên Sài Gòn. Còn đây là hướng xe đi theo quốc lộ 91 để về tỉnh Sóc Trăng. Đây là một nút giao thông khá là phức tạp và đông đúc. Tuy nhiên, ở đây không có hầm chui, vì vậy lượng xe cộ lưu thông qua đoạn này không được thông thoáng cho lắm. Các bạn đang xem là những dòng xe không đi qua cầu vượt từ các tỉnh miền trong đi theo quốc lộ 1A để qua cầu Cần Thơ. Bây giờ mình đang đứng dưới dốc của cầu vượt quốc lộ 91. Các bạn thấy cũng có khá đông xe ô tô đang đi vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Hình ảnh mà các bạn đang xem là hướng xe từ cầu Cần Thơ đang lưu thông nhanh trên quốc lộ và vội vã đi qua cầu vượt để đi về các tỉnh miền trong. Cầu vượt quốc lộ 91 khá là rộng rãi, gồm có hai chiếc cầu ghép lại. Vì vậy các bạn thấy lưu lượng xe lưu thông trên cầu khá là thông thoáng. Ngược lại, mình đang đứng tại mạn dưới của chiếc cầu vượt quốc lộ 91. Các bạn thấy có khá đông xe tải đang lưu thông từ đường rẽ để đi theo quốc lộ 1A và qua cầu Cần Thơ. Còn đây là hướng xe từ các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau đi theo quốc lộ 1 để về Vĩnh Long. Các bạn thấy trên cầu vượt này xe bánh
cũng được phép lưu thông, thật là tiện lợi. Mặt đường quốc lộ 1A đoạn này rất là rộng rãi và thông thoáng, nên các xe lưu thông với tốc độ khá là nhanh. Tiếp tục với cuộc hành trình, hiện tại mình đang đứng trên đỉnh của chiếc cầu vượt quốc lộ 91. Các bạn thấy những dòng xe từ cầu Cần Thơ đang đi nhanh qua cầu vượt để đi về các tỉnh miền trong. Còn đây là những hình ảnh đẹp của thành phố Cần Thơ. Các bạn thấy từ trên cầu vượt nhìn dòng xe đang lưu thông dưới quốc lộ 91 khá là đẹp mắt. Lượng xe lưu thông trên quốc lộ 91 hiện tại rất là đông đúc, và những dòng xe đang đi lên là đi vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Các bạn thấy cũng có khá nhiều xe rẽ phải là đi theo đường Quang Trung để vào khu vực quận Ninh Kiều. Các bạn thấy chiếc cầu vượt được ghép đôi từ hai cầu ghép lại nên mặt cầu khá là rộng rãi, xe cộ lưu thông nhanh, không bận rộn và phức tạp như ở bên dưới mặt đất. Còn đây là những hình ảnh của quốc lộ 91 đi về hướng cảng Cái Cui. Từ đây quốc lộ 91 chạy song song với dòng sông Hậu và đi ra tới Biển Đông. Các bạn thấy lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 91 rất là đông đúc, mật độ xe lưu thông ở đây không thua kém gì các giao lộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình cùng các bạn xem lại toàn cảnh nút giao thông ở đây từ trên cầu vượt các bạn nhé. Đây là hướng xe đi về hướng cầu Cần Thơ để qua Vĩnh Long. Ngược lại là theo quốc lộ 1A để đi về các tỉnh phía Nam. Cuối cùng là quốc lộ 91 đi về hướng cảng Cái Cui. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau nhé. Tạm biệt các bạn.